Ngày 21 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị Ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 10. Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào ước thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện đạt kết quả 22 trên 27 chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất ước đạt là hơn 8,6 nghìn tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng diện tích gieo trồng ước đạt hơn 19,7 nghìn ha, đàn gia súc gia cầm không có dịch bệnh lớn xảy ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện với tổng kinh phí ước thực hiện gần 157 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước đạt là hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, đạt 103,6% kế hoạch, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 46 tỷ đồng. Hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường tiếp tục được tăng cường. Hoạt động văn hóa thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện ngày lễ của đất nước, của tỉnh và của huyện. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên ở các bậc học. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Duy trì tốt công tác tiếp dân theo quy định. Trên cơ sở kết quả năm 2020 đã đạt được, năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đề ra thực hiện 25 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, cùng với đó là 4 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng, đẩy mạnh phát triển các môn thể thao thế mạnh của huyện, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, thông tin trong quản lý điều hành của các cấp chính quyền ở địa phương.